Rồi xin chào tất cả các bạn ha. Thì trong cái buổi chia sẻ ngày hôm nay, tôi sẽ chia sẻ cho các bạn ba cái cách đánh số thứ tự trên Excel. Nói chung là tất cả các phiên bản các bạn ha, từ cái đời cổ nhất cho đến là hiện đại nhất là đến năm nay là 2019 cho đến Office 365 các bạn ha. Thì chúng ta sẽ có ba cách. Cái thứ nhất đó, không? Ở đây tôi sẽ có cách một các bạn ha. Rồi, cái một. Rồi chúng ta sẽ đánh số 1 này, đánh số 2 này. Nếu các bạn là mua số liên tiếp thôi, rồi các bạn sẽ dùng con chó chuột ha, à, chuột, chúng ta chọn hết hai ô này và tên kéo xuống kéo xuống như vậy chúng ta sẽ được dễ số liên tục các bạn ha bây giờ các bạn muốn đánh số lẻ thì sao đánh số lẻ đúng không thì các bạn đánh một nè rồi đến ba nè được không nào xong rồi máy tự hiểu đến là năm các bạn ha rồi đánh hai số nè kéo hai số ta kéo xuống nè như vậy là toàn số lẻ các bạn ha một ba năm bảy chín mười rồi cho đến là ba bảy vân vân các bạn ha đó là cách thứ nhất hoặc là các bạn có thể đánh số chẵn rồi hai bốn không thì tương tự máy tính của mình tự hiểu là từ 2468 vân vân là các số chẵn các bạn ơi. Đó. Là cách thứ nhất ha. được không các bạn? Rồi ok. Tôi sẽ tô màu vàng là cách thứ nhất. Rồi, chúng ta có cách thứ hai. Cách hai ha. Cách hai chúng ta thì như sau, chúng ta có cách hai. Cách hai. Cách hai thì các bạn là đánh số 1 này. Nha. Đánh số 1 vô ha. Đó. Rồi, ấn enter. Các bạn ha. Rồi, sau khi đánh số 1 xong thì các bạn kéo xuống hết. Kéo xuống hết. Các bạn thấy dấu cộng ở đây không ạ? Thấy không ạ? Rồi chúng ta sẽ trượt phải qua. Chúng ta chọn vào là Fin Series. Đó. Thì tự động à, cái máy của mình sẽ hiển thị hết một loạt số từ 1 đến 19 các bạn ha. Đó là cách hay. Ok. Chúng ta chuyển qua cách số 3. Giờ giả sử tôi ấn số 1 thôi. Các bạn ha. Ấn số 1 rồi Enter. Rồi tôi sẽ nhấp vào cái ô này các bạn ha. Rồi, tôi sẽ ấn Ctrl nha, ấn Ctrl. Các bạn thấy hiện là dấu cộng không ạ? Đó. Sau đó tôi nhấp chuột vô, tôi kéo xuống. Các bạn ha. Đó, như vậy chúng ta hiển thị được cái cái phần tăng các bạn nha, từ 1 đến 19. Như vậy trong cái buổi chia sẻ ngày hôm nay, tôi đã chia sẻ cho các bạn ba cái cách để ông ta đánh số thứ tự ha, nhanh nhất. Thì trong cái ba cách này, tôi cảm thấy là cái số 1 nó rất là nhanh và thuận tiện trong công việc của chúng ta. Thì uh, trong ba cách này, các bạn muốn sử dụng cách nào thì các bạn hãy comment ở phía dưới nha các bạn. Thầy container TN hy vọng những chia sẻ này rất hữu ích với các bạn. Các bạn hãy đăng ký kênh và ấn chuông theo dõi để nhận được những chia sẻ tiếp theo nhé.